Rồi, xách cho cái bánh lông kia đây. Xách cho cái bộ cuốc kia đây, à, bánh cuốc kia đây. Mang đây, vơ cái gì? Thôi thôi, tránh ra, tránh ra. Không à. Tránh ra nào. Sau đây mình sẽ chạy máy sới mi dùng bộ cuốc. Máy này là trên khung nhiệt bãi và lắp động cơ dầu diesel tự làm mát, không cần phải đổ nước. Khung này là khung máy nhiệt bãi lắp động cơ xăng 170 GT 170. Hàng còn lại được đúng cái yếm bên trái, không phải yếm bên phải. Em ví giúp anh cái đằng sau thôi. Thank you.
chục ba hai.